Mực hả? Dạ. Mực nướng. Thank you.
Cái này mình gọi là món mực tẩm bột hả? Mực chiên giòn anh. Mực tẩm bột chiên giòn. Dạ. Cái này là mình bán 60 ngàn một con đúng không anh? Đúng rồi ạ. Mình có cơ sở hay nhà hàng ở đâu không anh? Công ty Hoa Anh Đào anh. Hoa Anh Đào là nó nằm ở đâu hả? Cái sạp lớn nhất của nó là ở bên kia, ở bên cổng bên kia. Cũng là cái hiệu này luôn. Cái dạ. Sạp lớn nhất ở bên kia. Đây là cái sạp nhỏ. Dạ. Lễ hội ẩm thực lần thứ 12, các đơn vị gian hàng cần trả lại nguyên trạng mặt bằng và vật dụng đúng như biên nhận bàn giao đã ký trước đó. Sau khi có sự xác nhận và giấy ra cổng có đóng.